Đúng rồi, cứ đi tàn tàn lên. Đó, mình thường thường hay đi cánh này ha các bạn ha. Bây giờ mình đi cánh này rồi. Rồi, gạt thẳng lại cho thầy. Đúng rồi, ok. Mình cứ nói đua theo, tại xe buýt nó sẽ về phải. À, mình đang đi hướng từ bên quận 2, Metro quận 2 qua các bạn. Cao tốc sau này các bạn sẽ đi, sẽ xuôi dưới hầm à. Rồi, đặt ga lên. Các bạn sẽ đi dưới hầm nha. Lúc mà hướng cao tốc đi ga về Mai Chí Thọ, các bạn sẽ đi hầm, đang làm hầm. Ok rồi à, tao mệt, tao có tiền thấy không, tao chạy, tao chạy tốt thì tao sẽ chen lên. Rồi em đập ga thêm nổ, đập ga đi. Ồ đó, cứ mạnh dạn. Có thầy là ở đây, các bạn đi về mà hướng Vũng Tàu thì có Cơm Hô, có Hoa Mai, có cái gì nhiều nhiều hãng lắm, Phương Trang, thành phố Hồ Minh, Vũng Tàu. Rồi có Toàn Thắng, đặc biệt có Toàn Thắng nữa. À, rồi đặc biệt nữa có một cái xe nữa, cực kỳ là xe này ít chở khách lắm, chở cái một hai người thôi, mà khách là lái luôn chứ không có khách mà ngồi. À, đây là Toàn Ga, Toàn Thắng là xưa, đây là Toàn Ga. Rồi ga lên đó, cứ vậy thôi, cứ đạp ga. Thì một bạn này cũng hơi bị ngại ngại là cũng không có. À, quay thì thường thường mình quay là mình sẽ hỏi ý kiến các bạn ha. Rồi bây giờ đố em nè, em đi được bao nhiêu hả? 50 xe 60, máy, trời, 60 hả? Xe 10 của xe tải và xe công. Rồi đạp ga đi, thầy chỉ cho chút, co lại, đạp ga lên mạnh mẽ lên, mình lực là 80 không? Rồi có nhiều bạn là sẽ lẫn lộn. Quên nữa, một cái clip trước mình đăng mình quên có nó cái vụ lẫn lộn này nữa, là tốc độ làn đường và tốc độ từng hãng xe đó. Có nhiều bạn lái mới hay bị lộn lắm. Chẳng hạn như hồi nãy nó để là 50 là của xe gắn máy đúng không, em nhìn cái xe gắn máy đúng không, rồi em đập ga đi là ở trong. Rồi chính giữa này thì mình sẽ thấy cái biển báo là 60 thấy không, nhưng mà bạn này thấy là 60 tưởng là đi 60 nhưng mà thực chất đó là xe tải và xe công. Rồi em đập ga lên, tại sao nó có bảng phụ ở dưới. Rồi bảng của mình đúng của nó là mình được là 80. Tại sao? Là xe mình xe con và xe khách là được 80. Đó, các bạn hay bị lẫn lộn lắm. Còn nếu mà từng làn đường thì nó để chữ là 60 làn 1, làn 2 và 80 làn 1 thì mới từng làn đường, từng hạng xe. Hoặc nó sẽ có một cái biển báo gạch xuống từng làn, nó để tốc độ trên làn đó thì mình đi đúng làn đó. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Dễ lộn lắm. Thì mấy cái đó mình đã nói mình tự nhiên thiếu sót cái phần đó, cái clip mà mình nói lẫn lộn. Không sao, các bạn sẽ bổ sung sau. À, clip này mình có nói là bạn nào còn thiếu cái gì các bạn nói lên, chứ giờ tôi không nhớ nổi rồi. Nhiều quá. Ok chưa? Rồi chút xíu mình coi lại cái bảng ha, rồi đập ra lên nè. Nhớ là em phải coi là có bảng phụ. À, tốc độ nhưng mà ở dưới có bảng phụ. À, từng hạng xe. Rồi dứt ra lên. Mình 80. Có hiện thầy có gắn HUD ha, hiển thị trình kiến lái đó, cho em tập coi luôn. Rồi hôm nay là cuối tuần thì chút xíu mình coi coi xe bị kẹt hay không, kẹt thì mình sẽ có lựa chọn đi hướng khác nha các bạn. Đây là thứ bảy rồi, đặt ra tiếp. Cái này là chưa vô đâu, mới là quyền mà ngoài cao tốc thôi. Rồi mình cứ đi thẳng, chừng nào bên trái trống thì mình sẽ tập chuyển làn chút xíu nữa đi thầy chị, sau xe đông. Rồi mình cứ đi thẳng lên, rồi đó người ta lỗi gà ha. Đó, vạch sườn cá là xe con máy cán lên bình thường nha bạn, tại vì vẽ vạch sườn cá như này sao ta đi nhá. Đó, cái vụ vạch sườn cá này mình nói rồi không. Đó, cái đường này không cán vạch sườn cá đi đường nào, lẽ ơi dở cái xe lên đi. Có nhiều ông nói vạch sườn cá không không được cán cho bất cứ lý do gì, khổ ghê, tôi quẹo trái tôi cán vạch sườn cá bình thường đập ga lên nữa mệt ghê. Nói rồi cái lý thuyết đừng có đem cái cuốn sách đi ra ngoài đường mà chạy, thấy không, nó đúng phần nào đó thôi, nó còn sai sót nhiều lắm. À, 120 ha. Rồi khi các bạn đi trên đường cao tốc thì các bạn lưu ý vấn đề ở đây là gì, là các bạn tuyệt đối không vô làn khẩn cấp khi chưa thật sự cần thiết. Thì các bạn phải còn
khi thật sự cần thiết như thế nào thì mình đã nói nhiều rồi ha, các bạn không được vô nha, giam bằng ha, phạt ha, từ 4 đến 6 triệu, phạt 5 triệu, giam bằng từ 1 đến 3 tháng, giam bằng 2 tháng. Rồi, ở đây mình đang chuẩn bị vô gọi là cái làn nhập, làn người ta đi lên thì mình chủ động chuyển làn qua bên trái. Em quan sát trước rồi mới mở xi nhan. Rồi mở xi nhan, chuyển qua nhẹ, vẫn đạp ga, vẫn đạp ga. Rồi em chuyển ngó trước giùm thầy, không ngó sau. Đó, một trong những cái thói quen mà các bạn hay ngó kiến chỗ hậu xong các bạn ngó hoài luôn là không được. Thấy không? Đó, rồi tắt xi nhan. Ngó sau trống thì mình chuyển qua luôn rồi mình đi thôi, ngó trước liền, không được ngó sau nữa. Rồi ok, dứt ga lên. Đó, Vũng Tàu có theo có một cái hãng xe mới các bạn, toàn thắng là xưa giờ toàn ga. 120 đó không? Đó, phải liền cho các bạn, mới vậy thực chất thì phải liền cho các bạn có cảm giác lái và có tự tin và có phải điều tiết chân ga phù hợp cho các bạn quen, chứ mà giữ làn đường mà đi 60 thôi tôi khỏe rồi. Rồi đi học làm gì, đi bổ túc nâng cao giống như đi tập lái thôi ở nhà đi. Thấy không? Mình nói thẳng à. Không, tôi phải cho để các bạn có tự tin hơn. Cảm giác lái nhiều hơn, vô mốt hơn. Đó, đi 190, 100 bình thường. Rồi em thấy đỏ đuôi không? Thả chân ga ra, đúng rồi. Rồi thấy nó giãn, đạp ga tiếp. Phải giữ khoảng cách cỡ khoảng 100 mét. Trên cao tốc các bạn thấy để 0, 50, 100 là khoảng cách an toàn ha. Rồi tiếp tục, thấy nó rút lại là giảm chân ga. Rồi đạp ga tiếp. À, đó vừa phải mà cái xe nằm ở trong đó là nguy hiểm cực kỳ luôn. Các bạn mà đu sau xe công này mà các bạn vừa phải là dễ bị dính vô xe đó, đen lắm. À, thứ nhất vừa phải là vừa trái là các bạn ôm sát, các bạn vừa qua thì các bạn ghế tài ngồi bên trái, các bạn sẽ thấy được bên trái đi, các bạn tấp vô. Còn riêng vừa phải là các bạn phải giữ khoảng cách xa giống vậy nè. Các bạn mà đu sát qua, các bạn vượt vô trong rồi các bạn thấy các bạn ngồi bên ghế bên trái mà đạp ga lên nữa, điều chỉnh ga thì các bạn khi bạn vô trong các bạn phải lấy hết cái vô xe của bạn mới thấy trước thì đã muộn rồi, nên các bạn lưu ý nha. Rồi đạp ga tiếp. Rồi đặc biệt nữa, khi các bạn lái chậm thì các bạn vô nên vô làn trong các bạn chạy đó, vậy thôi, làn giữa. Còn đây mình đang vẫn đi tốc độ cao nên mình vẫn đi trên làn này. Rồi thả chớn luôn. Thôi đường đến thấy để chạm thu phí là thế nào cũng giảm tốc độ các bạn. Các bạn để ý giùm mình nha. Đó, phía bên tay phải ha. 100, rồi 80, rồi 60. Cái quan trọng là 60 á. Chớn là vừa. Ông xe bạn 60 quyền lực con. Rồi sau lưng cái biển báo 60 này nó có máy bắn tốc độ á. Rồi nghiêng ga chút xíu. Ở trên có kiến lái em đi cỡ 57-58 là được, giảm lại chút. Hơi lố. Ok, mình sẽ giữ một làn đường mình đi ha. Ở đây uy tín chưa, dở liền. Rồi đạp ga lên. Rồi ngay chỗ cái mũi tàu, hai cái mũi tàu này các bạn đi làm sao, có nhiều bạn mới thì sẽ bị gón gán liền, sợ liền, nhấp thắng liền, thì các bạn đi làm sao, các bạn chân phải của bạn đang đạp ga đạp thắng á, các bạn đi thẳng vô chính giữa cho mình là bảo đảm luôn, các bạn đi không bao giờ dướng. À, các bạn tự tin lên nha. À, nhiều khi bạn mới bạn thấy trời, thật chất xe công đi ngang qua lọt mà tại xe mình nhỏ lắm, các bạn thấy vậy các bạn sợ. Rồi tốc độ. À, bên trái các bạn, cái thanh ngang các bạn thấy hai cái máy bắn nằm ở sau bên trái không?
Các bạn cho bạn nhìn kỹ đó, máy bắn đó. Rồi, ok, mình ra tiếp thôi. Đã nói rồi, ở đây có một thêm một cái nhà xe khách nữa là toàn ra. Ổ. Và cho các bạn phải luyện. Nhớ mấy ông đừng có ra mà thì lấy cứng rồi đừng ra là ẩu nha, giống như tôi nha, mệt lắm á. Đó, ông thầy toàn chỉ là mệt lắm á. Rồi giảm lại nè. Đúng rồi. Rồi điều ra, điều đúng. Nữa, miếng nữa. Nữa, đạp ra lên nữa. Ok. Đó vậy thôi. Không. Cứ mạnh dạng, cứ giữ khoảng cách với xe trắng là ok. Rồi mở xi nhanh phải luôn cho thầy. Có kiến hậu, có xe không? Không, chỉ nhẹ vô, vẫn đạp ra ngó trước, không có sao nữa. Ở, tập chỉ nhìn cầu. Thấy không? Vạch đứt khúc thì chuyển được nha, vạch liền là không chuyển nha không? Cầu hẹp là không được chuyển, là cầu hẹp là có một làn đường, còn cầu rộng thì mình chuyển làn vô tư, miễn sao không có bệnh cấm, không có vạch liền thôi. Tốt. Rồi bạn này giống như bạn qua cũng trong ngày hôm nay này là coi như là ổn định. Không? Còn muốn mà bổ túc nâng cao nữa là Đà Lạt gì đó, Nha Trang gì đó tính sao. Không? Tùy theo mấy bạn. Rồi tiếp tục ra. Đã nói rồi thì toàn ra mà. Toàn thắng là xưa giờ toàn ra mới giữ. Rồi nghỉ vô chút. Đúng rồi. Ok. Hồi nãy mình mới hỏi chị Google rồi. Cái lối ra quốc lộ 51 cũng bình thường, ngay chỗ nhân trạch cũng bình thường, hơi bị cam thôi, chưa có đỏ nha bạn. Mình vẫn đi trên cao tốc. Khi mình đã hỏi chị Google xong, nếu có trường hợp ra quốc lộ 51 đỏ, nhân trạch đỏ thì mình sẽ chuyển qua hướng vô nhân trạch. Không, cứ đi chậm là vô làng này. Nhưng mà thật chất mình đâu đi chậm đâu, mình cũng đang sử dụng ga nhiều mà, thấy không? Tại đường đông thôi. Đó, một trong những cái nha, thấy hình Việt chết không? Thành Vinh không? Đó, cũng giống như là thành Bưởi, ở lộn Hoa Mai thôi. Đó, Cơm Hù, Sâm Cô đúng không? Chở tôi ra mới thành viên mới. Toàn ga đây, tạp ga lên. Trời ơi, thiếu Toàn Thắng đi ngang nữa. Ông Hoa Mai ở dưới chưa lên. Đủ bộ rồi. trời to. ông Hoa Mai lên cái ông Toàn Thắng lên nữa, tôi Toàn ra nó đúng luôn, đúng bài luôn. À, đúng giờ 0, 50, 100 nè, thấy không, là khoảng cách an toàn cho các bạn. Cái đi đạp ga lên. Đúng rồi. Rồi chút xíu thêm một cái bộ nữa rồi. Đó, bộ tâm sở. Đạp ga nữa. Nữa đi. Rồi ông Hoa Mai không có lên cho coi nè. Đó, mình đạp ga chút xíu nữa là ông mới lên. Đúng rồi. Đó, đây kính thưa quý vị, đây thêm một thành viên cũ nữa. Đó. Nào mày, rồi không Toàn Thắng đâu, còn không Toàn Thắng nữa, tôi Toàn ra rồi tôi thua mấy ổng. Rồi đạp ra tiếp. Rồi nữa đi, rồi thầy chỉ cho chuyển làn đường. Rồi ngõ bên trái trống không? Trống, mở xi nhan vẫn đạp ra, ngõ liếc trái trống thì qua, chuyển qua đúng rồi, ra lên nữa tiếp. Mình chuyển làn qua là mình đi nhanh thì mình đi tiếp, phải không? Không có chần chờ. Đi, tôi đang kiếm ông Toàn Thắng đây. Đó, cái hướng nhân trạch nè. Bạn nào mà ở trên mà đông thì mình đi ra hướng nhân trạch nha các bạn ha. Còn giờ tôi đang đi chung với mấy anh em của tôi.
Rồi đạp ga tiếp, đạp ga tiếp, đạp ga vô mạnh dạn lên nữa, nhanh. Rồi mở xi nhan phải, quan sát chống thì chuyển làn vô. Đúng rồi, tốt. Nhớ lại lại thôi, đừng có vô gấp quá. Ok, đó, thấy chưa? Rồi, ơi. Đã cố gắng làm thêm. Các bạn nào dám đi trên, bảo đảm luôn, mấy bạn nó liệt đi trên mấy xe kia, các bạn nó sợ rồi. Riêng đặc biệt các bạn đi lên cái xe tôi ngồi phía sau đây toàn ga đây, các bạn thấy cái cảnh còn quýu hơn là mấy ông ngồi bên mấy xe kia nữa. Nói sao mà sao, khách hàng lái mà, tôi đâu có lái đâu. Đó, cũng 72 đó ha, cũng là xe khách mà không có để bản hiệu tên ha. Rồi tôi kiếm người anh em của tôi đâu có tiêu rồi. Rồi đập ga tiếp. Mở xi nhan phải, mở để đó. Tại sao mình chuẩn bị ra lối ga rồi, cứ lại lại vô nhẹ, đúng ngó trước không ngó sau nữa, giảm ga lại. Đúng rồi, khi mình chuyển làn vô á, mà mình chuẩn bị một cái lối ga hoặc là đến đèn xanh đèn đỏ thì mình giảm chứ không đạp ga nữa. Rồi đạp ga, còn nếu mà mình chuyển làn vô mà chuẩn bị mình đi liên tục thì mình sẽ đạp ga. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Rồi, vẫn để xi nhan, mở xi nhan phải luôn. Đúng rồi. Ok, Vũng Tàu ha, phía bên phải. Chưa vô được nha, đây là làn khẩn cấp. Đó, qua cái đứt khúc này mình vô được nè. Rồi, em vô luôn. Ngó kiên hậu, rồi vô tiếp. Đó, đi, thấy không? Giảm lại nè, giảm. Innova sẽ vô. Hơi bị gói nha các bạn, tại vì hiện nay cuối tuần mà các bạn hơi bị gói á. Thấy không, mấy anh em hơi bị gói nên các bạn thông cảm nha. Đó là một trong những cái vịt limo này là cũng là Vũng Tàu luôn các bạn. Người anh em của tôi đã mất tiêu rồi. Lên nào. Đó, đúng rồi, rồi đạp ga lên. Rồi, bàn chân phải mình sẽ lọt vô chính giữa. Cứ mạnh dạn đi. Bàn chân phải lọt vô chính giữa luôn, giữa hai cái mũi tàu. Nghiêng qua trái chút xíu. Đúng rồi. Đó, là nó không dướng. Rồi em ngó bên trái. Ngó bên trái từ từ cho xe nó qua, từ từ giảm lại. Quay phải luôn nha. Mở xi nhan phải. Ôm vô. Chậm thôi. Các bạn nhớ ra nhập làn hoặc là vô làn thì chậm thôi. Nhường cho xe máy nha, nhường xe máy. Tốt, rồi em đi tiếp. Mình đi giống như làn xe tải nghiêng qua. À, làn thứ ba. Còn làn trong cùng là của xe máy nha. Ok, rồi qua đường đua F1. Từ đây các bạn đi từ cao tốc đi ra thì ở ngoài đây là tốc độ là ngoài khu dân cư nha các bạn. Thì quay xuống cư là các bạn đi theo là thứ nhất là theo hạng xe, mình hạng gì đi theo hạng đó nha. Hạng xe tải người ta sẽ đi thấp hơn, còn mình là đi 90 maximum, có giải phân cách cứng ngoài khu dân cư, còn không có giải phân cách cứng là mình được 80 thôi. Các bạn lưu ý vấn đề này nha, dễ bị lẫn lộn lắm nha. Nhất là anh em xe tải người ta tưởng là 90 là làm 90 là tới chuyện luôn. Rồi mở xi nhan trái nè, giảm lại từ từ cho xe bên kia đúng không ạ. Rồi nghiêng, rồi đi tiếp. Đó, anh Quốc cũng một là trong những là người anh em của tôi. Rồi đập ga tiếp. Mà cái người anh em ruột thịt của tôi đâu muốn tiêu. Hồi sáng giờ tôi kiếm hoài không thấy luôn. Ông Toàn Thắng đâu? Ông Toàn Thắng đâu? Tôi gán kiếm bằng được người anh em của tôi đâu. Đó, Thiên Phú nữa nè. Bảo đảm Thiên Phú chạy khiếp lắm. Đó. Anh em tôi luôn. Mở xi nhan phải vô trong. Nó kiên hậu. Nó trước cho thấy. Đúng rồi.
Không, thì Phú ép xe lại. Tôi có kim bài ở sau rồi, lấy mới anh em né ra giùm tôi cái lấy. Sao bên đây đông vậy, ông này chuyển qua chi không biết. Trời ơi trời ơi, không hồi mày khổ thiệt. Trời ơi trời ơi, không kịp limo. Giữ khoảng cách, đừng đậu gần quá. Ví dụ bên trái trống mình mở xe nhanh trái mình chuyển qua, thấy không? Nếu mà bên trái trống. Còn nếu mà đông thôi mình cứ đi làn này. Đây. Đây người anh em của tôi đây. Người anh em tôi đây nè, đó thấy không? Đó. Toàn thắng nha, còn tôi là toàn ra. Em nhớ giữ khoảng cách với xe này ra để chi dù nó bị kẹt nữa em lấy đầu qua. À, em quẹo qua trái em đi, đậu sát quá mình lấy không có được, nhớ nha. Còn trong thành phố thì mình đậu sát, còn ở đây là mình phải đậu gọng để mình lấy, giống như xe đó dù người ta có kẹt, xe trước kẹt rồi người ta lấy ra bên kia, thấy không? Rồi đây đó, người anh em của tôi trộn lên hai chiếc đua đó, các bạn thấy chưa? Trời ơi, mình sẽ ở Vũng Tàu có thêm một nhà xe mới nha. Có người anh em thân thiết với tôi là tôi toàn ra, ổng là toàn thắng nha. Rồi ôi đông đúc quá, quá trời đông luôn. Cái làng này là làng xe máy, mấy ảnh chui vô hết rồi, thôi mình cứ đi tàn tàn. Đi tiếp. Mình cứ đi thẳng nha, không vô nha. Có anh xe công anh vô luôn rồi đó. Mình cứ nghiêng qua bên trái chút xíu ấy. À, anh xe công anh ép mình nữa ha. Rồi, giữ khoảng cách. Rồi, quá trời luôn. Hai ba chiếc giống như mình bánh mì trên nằm trên giữa gầu. Cứ đứng nghiêng. Rồi đi tiếp. Chậm thôi. Rồi. Từ từ đó, thấy bánh mì kẹt. Rồi đập ga lên. Thắng lại luôn. Cái xe này nó che dễ bị vượt đèn đỏ lắm, thấy không? Thì mình có nói cái những cái TikTok trên cái TikTok các bạn, thấy không? Xe đó vượt đèn đỏ hết, phải không? Phương Trang cũng vượt đèn đỏ luôn. Thứ nhất là khi xe lớn nó che đi, nó che khuất cái đèn đỏ bên phải mình đi, thì các bạn sẽ đi, các bạn vô tình các bạn vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng, để sao có cam nó lên trên kia là giao thông bắt. Và đặc biệt thứ bảy nữa, thấy không? Anh em nhớ chú ý, mình có làm clip trên TikTok rồi. Anh em cảm ơn anh em bên TikTok đã qua ủng hộ kênh YouTube bên đây. Thì anh em có muốn coi thêm những cái phần nào mà hay bị lỗi á, là mình thấy khúc ngắn á, các bạn đi qua bên TikTok các bạn coi ha, thầy toàn dạy nó xem. Thì mình có làm những cái clip lỗi đó cho bạn chưa nha, chưa nha. Đèn đây nó bị lỗi nè, đừng có thấy nó nhảy hết kìa, hết đúng không? Đó, cái đèn này tôi bị mấy lần rồi các bạn. Thứ nhất cái đèn xanh đó, tôi thấy nó còn đâu 3-4 giây á là nó đèn chuẩn bị đèn đỏ đúng không, đèn vàng đúng không, tôi dừng lại mà nó đèn xanh hoài luôn. Rồi đây giống nãy mới cái là đèn đỏ mà nó đỏ, nó đỏ luôn. Rồi đạp ga lên em nữa, đạp ga đều luôn, mở xi nhanh trái nha. Rồi chuyển qua ga lên dứt. Đúng rồi, mình đường nước đời tắt xi nhanh đó, thấy không, uy tín không? Tôi nói rồi, mấy người anh em tôi đi bỏ tôi đi không à. Thôi mình sẽ xin kết thúc video clip đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Rồi ơi, nói chung là các bạn là phải cho các bạn phải có chừng trải nghiệm 80 thôi em, được đâu 90 đổ lại đừng có lên nữa. Đó, cho bạn phải có những trải nghiệm xử lý các tình huống nhanh, mà xử lý tình huống nhanh tại thường thường các bạn xử lý tình huống chậm không à, tốc độ chậm các bạn xử lý được, nhưng mà khi nhanh các bạn sợ các bạn xử lý không được. Thì đây mình sẽ tập cho các bạn gọi là mỗi túc nâng cao cho các bạn. Cả nhà ơi, nhớ cho mình một like, lượt đăng ký nha, chuẩn bị mình có nút bạc rồi các bạn, nhớ cho mình thêm động lực để cho mình lấy nút bạc nha các bạn. 80 mấy ngàn sub rồi, gần 90 ngàn rồi, cứ hắn thêm 1 ngàn nữa. Ủa 10 ngàn nữa chứ đó, là mình sẽ có nút bạc nha các bạn ha. Cảm ơn các bạn nhiều, thôi tạm biệt nha. Mình đi dí theo người anh em của tôi đây. Rồi bye bye cả nhà.